Tuổi già, quan hệ vợ chồng kiểu này xuống gấp 30 lần, lại khỏe mạnh, sống thọ. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Thưa quý vị, trong y học cổ truyền, những danh y cổ đại nhấn mạnh, để duy trì sức khỏe tốt, hoạt động tình dục cần đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa âm và dương. Họ tin rằng nếu mất cân bằng âm dương sẽ gây ra bệnh tật cho cơ thể. Người xưa có câu, già thì già, tóc già râu, còn riêng chuyện ấy lão đâu có già. Nhưng đến tuổi xế chiều vì hoàn cảnh sức khỏe, chuyện ấy của các cụ ông, cụ bà ngày càng thưa thớt và nhạt dần. Việc nâng cao khả năng tình dục đối với người già giúp họ vui khỏe và sống lâu hơn. Với số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, để đảm bảo cho họ có chất lượng sống tốt, các bác sĩ khuyên không chỉ chú ý đến tim mạch, huyết áp, hô hấp mà còn quan tâm đến đời sống tình dục của người cao tuổi. Quan hệ tình dục ở tuổi già có thể mang lại nhiều lợi ích. Độ tuổi không bao giờ nên là rào cản để bạn tận hưởng hoạt động này. Sau đây là một số cách quan hệ tình dục ở tuổi già giúp cả hai bạn thăng hoa. Một, chú ý đến nhịp độ và quan hệ nhẹ nhàng. Mối quan tâm lớn nhất của tình dục tuổi già chính là sức khỏe. Khi tuổi càng cao, hệ thống cơ bắp sẽ teo lại, xương khớp cũng không còn chắc khỏe. Chính vì thế, quan hệ tình dục ở người cao tuổi cần lưu ý đến nhịp độ, không nên có những động tác thô bạo hoặc nhịp độ quá nhanh vì sẽ làm tổn thương sức lực. 2. Lưu tâm đến cảm xúc của đối phương. Ngoài ra, sự khoái cảm trong cuộc yêu của người lớn tuổi cũng sẽ đến chậm hơn, đặc biệt là với nữ giới. Vì thế, hãy quan sát cảm xúc của đối tác để cả hai được thoải mái, không bị khó chịu hay mệt mỏi sau khi gần gũi. Thế nhưng, hãy nhớ rằng tình dục là một phần rất quan trọng để giữ lửa tình yêu. Do đó, khi muốn có một cuộc yêu hoàn hảo ở tuổi xế chiều, hãy chú ý đến vấn đề sức khỏe, hoạt động vừa sức để tránh dẫn tới kiệt quệ. Các vấn đề sức khỏe mà nam giới và nữ giới sẽ gặp phải khi bước vào giai đoạn mãn kinh, mãn dục là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà tự ti mặc cảm về tuổi tác, bởi tình dục tuổi già vẫn được thăng hoa nên chúng ta hãy tin vào chính mình và đối tác. 3. Rèn luyện sức khỏe thể chất để quan hệ tình dục ở tuổi già tốt hơn. Rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực sẽ là cách tốt nhất giúp chúng ta không bị tụt cảm xúc khi quan hệ ở tuổi già. Mỗi ngày, duy trì thói quen đi bộ, chạy bộ, đồng thời rèn luyện phần dưới thân thể. Bên cạnh đó, ăn nhiều thức ăn giàu kẽm để tăng cường sinh lực, các thực phẩm giàu vitamin E để giúp ngăn ngừa lão hóa và hỗ trợ sinh dục. 4. Trò chuyện đối thoại với nhau. Tình dục tuổi già tốt bắt đầu bằng giao tiếp tốt. Những cặp đôi bên nhau lâu thường cho rằng họ biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng không ai là người đọc tâm trí. Nói chuyện với bạn đời về bất kỳ mối quan tâm nào bạn có, bạn có thể cảm thấy như thể người bạn đời của mình không còn bị thu hút vì quan hệ tình dục của tuổi già đã trở nên không thường xuyên. Trong khi thực tế, họ đang suy giảm hứng thú tình dục. Ngoài ra, các cơ quan sinh dục thay đổi theo tuổi tác. Những gì cảm thấy tốt trước đây có thể không còn cảm thấy tốt hoặc thậm chí có thể gây đau đớn. Hãy cởi mở với bạn đời về những thay đổi này. Nhìn chung, tuổi tác không phải là vấn đề của nhu cầu tình dục tuổi già. Do đó, đừng để tuổi tác ảnh hưởng đến đời sống của bạn ở tuổi xế chiều. Nên nhớ, chúng ta hoàn toàn có thể có được một cuộc sống tình dục lành mạnh, an toàn và thỏa mãn nếu biết chia sẻ những điều thầm kín, tế nhị cho người bạn đời của mình. Cứ già là phải hưu. Nhiều người cho rằng người bước vào độ tuổi 50-60 sẽ tắt ham muốn. Chuyện yêu là chuyện của người trẻ, già rồi thì còn ham hố gì nữa. Đúng là trong cuộc sống có nhiều cặp vợ chồng đến độ 50-60 tuổi thì ngừng sinh hoạt tình dục và ngủ riêng vì họ quan niệm rằng chuyện tình dục không thích hợp đối với người có tuổi. Khả năng sinh dục của người có tuổi nói chung kém hơn những người ở tuổi trung niên, nhưng không thể nói là họ đã mãn dục. Những người từ 60 đến 90 tuổi nếu có sức khỏe bình thường và hoàn cảnh thuận lợi vẫn còn ham muốn tình dục. Phụ nữ tuổi 50-55 thường đã mãn kinh nhưng không mãn dục, thậm chí có trường hợp sau khi mãn kinh sự ham muốn tình dục có phần tăng lên. Tuy nhiên, dù muốn hay không thì ở người cao tuổi vẫn diễn ra quá trình lão hóa, các tuyến sinh dục giảm hoạt động và sẽ ngừng hẳn, các cơ quan sinh dục thoái triển, nhịp sống sinh dục của những cặp vợ chồng lớn tuổi tất nhiên thưa dần.
Vậy sinh hoạt tình dục bao nhiêu là đủ và câu trả lời là đủ sức bao nhiêu thì chừng ấy là vừa. Không có mức độ trung bình cho một thời kỳ dài vì giao hợp là một hoạt động sinh lý đòi hỏi sự căng thẳng của nhiều trong khu thần kinh, các cơ quan xung yếu như là tim, phổi. Việc sinh hoạt điều độ vừa sức chẳng những không có hại mà còn có lợi. Ngược lại, sự tiết dục hoặc là không thỏa mãn tình dục lại dễ dẫn đến những rối loạn tinh thần. Không ít người cao tuổi tuy vẫn ham muốn tình dục nhưng do không có điều kiện thực hiện hoặc là không thực hiện được, đã lâm vào tình thế xung đột bất lợi về nhiều phương diện, họ nên tìm tư vấn chuyên môn. Giao hợp đúng với đạo tự nhiên thì con người trẻ mãi hoặc là già mà không nhược. Người có ý chí, có nghệ thuật có thể duy trì được tuổi xuân lâu hơn, sống lạc quan, yêu đời, ngay cả khi đã ở tuổi bóng xế chiều tà. Khoa học chia người ta, nam cũng như nữ thành 3 tuýp theo sức mạnh tình dục. Mạnh, người đàn ông thuộc tuýp này sớm có dấu hiệu mê sắc, đời sống vợ chồng của họ nồng nhiệt và khi đã về già thì họ vẫn mặn mà trong quan hệ với phái nữ. Nếu chẳng may vợ có mệnh hệ gì thì sớm muộn cũng đi bước nữa, hoặc chí ít cũng có bồ, có bạn cho vui vẻ trong quãng đời còn lại. Yếu, người đàn ông thuộc tuýp này thường cảm thấy mệt mỏi sau khi làm tròn bổn phận, duy trì nòi giống. Nếu chẳng may người bạn đời trai đi thì họ sẽ thui thủi một mình, nhìn phụ nữ một cách trừu tượng, không mơ màng đến duyên mới. Trung bình thì tùy theo hoàn cảnh, người đàn ông tuýp này có thể trở nên tuýp mạnh hoặc là tuýp yếu đối với hành vi tương ứng. Tuýp mạnh không khéo thì có thể trở thành tuýp yếu vì hoang phí, không tiết kiệm giữ gìn của quý cũng như là tài nguyên thiên nhiên, năng lực sinh dục của con người có hạn. Nếu không biết dè sẻn thì có ngày cạn kiệt. Năm 1894 thì nhà tình dục học người Đức Efu đã công bố một tài liệu nghiên cứu độc đáo. Theo ông thì trong đời mỗi người đàn ông có thể xuất tinh 5.400 lần. Cứ cho rằng đời người 100 năm thì mỗi năm có 52 tuần lễ, 100 năm thì có 5.200 tuần lễ. Nếu mỗi tuần vui vẻ một lần với nhau trong nhân thì vốn liếng vẫn còn đủ cho khoảng 200 lần nữa. Đó là theo cách tính của người phương Tây. Theo văn hóa phương Đông thì bí quyết khỏe mạnh nằm trong 4 câu thơ. Bán dạ tam bôi tủ, bình minh nhất trảng trà, thức nhật dâm nhất độ, lương y bức đáo gia. Tức là mỗi tuần một lần là vừa. Suy ra sự khôn ngoan của phương Đông và phương Tây đã gặp nhau, cho nên một người đàn ông ỷ thế thuộc tuýp mạnh mà không biết giữ gìn hoang dâm vô độ thời trai trẻ, khi đến tuổi xế chiều sẽ có thể trở thành tuýp yếu. Ngược lại, tuy chỉ thuộc tuýp trung bình mà vẫn biết luyện tập thân thể, giữ cho tinh thần thanh thản thì dù tuổi đã cao nhưng đời sống tình dục vẫn bình thường. Nhà thơ Hoàng Cầm có viết 4 câu thơ hóm hỉnh về một ông già đa tình. Bạn ơi, khi thấy ông già ấy bơi chải chìm trong mắt mỹ nhân, xin chớ biểu môi cười chế giễu, hãy chào cái dáng dậy thì xuân. Khi tới tuổi xế chiều thì những người yếu sinh dục thường chỉ mong có sức khỏe và được ăn ngon ngủ kỹ, nhưng những người thuộc tiếp mạnh lại có nhu cầu vươn tới đỉnh Olympia. Họ cũng cần được gia đình và bạn bè thông cảm. Nghe mẹ kể về việc bố mình gần 60 tuổi đang có vẻ hồi xuân, thường xuyên muốn yêu, chị Ngọc Liên vô cùng bất ngờ. Chị cứ nghĩ là bố dạo này vui vẻ là do mới được lên chức ông ngoại. Thấy mẹ dường như có chuyện muốn nói mà cứ ngần ngại, gặng hỏi thì chị Liên mới biết chuyện tế nhị này. Mới nghe thì chỉ còn tưởng là mẹ nói đùa, hóa ra đúng là bố mẹ đang trục trặc. Kém bố 6 tuổi nhưng mà từ vài năm nay mẹ đã không còn nhu cầu chăn gối. Trước đây ông cũng hay đòi hỏi nhưng mà bà từ chối nên cũng thôi. Thời gian gần đây ông bắt đầu có nhu cầu nhiều hơn trước, bà không đáp ứng, ông còn tỏ ra giận dỗi, không ăn cơm, không nói chuyện. Bà Kim Chi 55 tuổi cũng dở khóc dở cười vì ông chồng hơn 8 tuổi tự dưng bừng bừng ham muốn. Hai ông bà đã ngủ riêng được 2 năm, bà ngủ cùng đứa cháu ngoại 2 tuổi, còn ông nằm chiếc giường đối diện, khi thuận lắm mới làm chuyện ấy. Mấy tuần nay cứ khi nào cháu đi ngủ, ông lại sang giường bên cạnh cù cù vào chân bà ý nói, bà sang giường nằm cùng ông. Lúc đầu thì bà cũng chiều chồng, nhưng mà khi thấy ông đòi hỏi với tần suất ngày càng nhiều, bà đâm sợ, lấy cớ sang nhà con gái ở dầm bữa. Nhưng mục đích chủ yếu của bà Chi là tránh xa ông càng lâu càng tốt. Bản thân bà cũng không khỏe mạnh gì, nầy hò mai ốm. Từ sau khi mãn kinh thì ham muốn của bà giảm rõ rệt. Trái ngược hoàn toàn với bà Chi thì cũng ở độ tuổi như vậy, nhưng bà Lan lại đang hồi xuân phơi phới. Xem mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc, bà bị ảnh hưởng và ngày càng điệu đà. Bà thích mặc những đồ trẻ trung, bắt con trai phải mua cho điện thoại cảm ứng.
chồng bà dạo này cũng thay đổi chóng mặt, đi nhuộm tóc đen liên tục, chăm chỉ cạo râu, thường xuyên vào những cửa hàng giày Âu để ngó nghiêng giày mới. Vì phòng ngủ ở ngay bên cạnh phòng bố mẹ nên là vợ chồng chị Linh còn nghe thấy rõ tiếng hai ông bà rút đít đùa nhau, dặn nhau nói nhỏ, hành xử kín để các con không biết. Thấy ông bà vui vẻ, tinh thần phấn chấn, vợ chồng chị Linh cũng mừng. Anh chị chỉ lo là ông bà sức khỏe ngày càng yếu, có thể bị chuột rút căng cứng, không cấp cứu kịp thời, gây nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ chuyên gia Bảo, tổng đài tư vấn sức khỏe Việt cho biết, quan hệ tình dục là nhu cầu chính đáng của mỗi người, là bản năng sinh lý và không phân biệt lứa tuổi. Tuy nhiên, khi tuổi cao thì người ta có nhiều thay đổi về hệ tiết niệu dẫn đến ham muốn ngày càng giảm. Sự thay đổi này gói gọn trong 3 vấn đề sinh lý liên quan đến các cơ quan như hệ bài tiết, bàng quang, tình dục ở nam giới liên quan đến tinh hoàn, tiền liệt tuyến, ở nữ giới là buồng trứng và các vấn đề về tử cung. Và cuối cùng là vấn đề về bệnh sinh lý như là giảm tinh trùng, bệnh về tiền liệt tuyến ở nam giới, các bệnh về u xơ tử cung, u nang buồng trứng ở người cao tuổi. Khó khăn trong quan hệ tình dục nằm ở chỗ khi nồng độ testosterone ở nam giới giảm xuống thì khả năng cương cứng cũng sẽ giảm, đòi hỏi thời gian cương lâu hơn. Tương tự như vậy thì nồng độ estrogen của nữ cũng giảm theo thời gian, dẫn tới khả năng lên đỉnh thỏa mãn khó hơn trước. Vì vậy, số lần quan hệ tình dục có thể giảm xuống, nhưng mà nếu cả hai vẫn đảm bảo sức khỏe, việc này hoàn toàn được thực hiện một cách an toàn. Theo bác sĩ Gia Bảo thì quan hệ tình dục là bản năng sinh lý, nên để nó xảy ra tự nhiên tốt hơn là ngừng hẳn việc đời sống chăn gối, được đáp ứng với người cao tuổi có tâm trạng tốt hơn, tăng chất lượng cuộc sống. Và nói về vấn đề này thì chuyên gia tâm lý Đình Đoàn, công ty tư vấn tâm lý đào tạo phát triển cá nhân và cộng đồng Hà Nội cho biết, ông cũng nhận được khá nhiều cuộc điện thoại của người cao tuổi, thường là khoảng 60-70 tuổi, nhờ tư vấn về việc quan hệ tình dục phổ biến nhất là chuyện của ông. Hỏi cách làm sao để thuyết phục các bà đồng ý, bởi trong chuyện tế nhị này thì cụ ông thường khởi xướng và tỏ rõ ý muốn nhiều hơn. Trong khi cụ bà thường lảng tránh với lý do là tuổi tác, sợ con cháu biết được sẽ xấu hổ ngại ngùng. Theo chuyên gia Đinh Đoàn thì việc người cao tuổi vẫn có nhu cầu quan hệ tình dục là chuyện bình thường. Nhưng đến độ tuổi này thì việc quan hệ không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe mà chủ yếu còn nằm ở vấn đề sinh lý. Và khi về già thì người cao tuổi có những mối quan hệ xã hội ít đi, không còn phải bận tâm nhiều thứ, không ai quấy rầy, không còn gánh nặng nhiều cụ như được hồi sinh, quay lại níu lấy nhau, tâm trạng trở nên vui vẻ, hưng phấn. Mối quan hệ vợ chồng khác với những mối quan hệ khác là nhờ sợi dây liên kết về mặt tình dục. Vì vậy, nếu đối tác vẫn còn ham muốn thì hai người vẫn còn khát khao về những người cao tuổi, nên coi đó là món quà trời cho để cùng nhau tận hưởng. Và chuyên gia Đinh Đoàn cho biết thì nhiều cụ bà khi gọi điện đến nhờ tư vấn vẫn còn bất ngờ về việc nhìn thấy chồng mình gạ gẫm đứa giúp việc hay là một người quen biết ngoài chợ. Bởi lẽ là bấy lâu nay bà cứ nghĩ là ông không còn ham muốn. Vì vậy, quan trọng là phải biết nhu cầu của đối phương và nếu có thể chiều chuộng đáp ứng. Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài 1088 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh cũng nhận được nhiều câu hỏi nhờ tư vấn về chuyện giường chiếu của những người phụ nữ cao tuổi. Khi gọi đến thì họ thường lo lắng sợ mất chồng bởi ham muốn ngày càng giảm, sợ không đáp ứng đủ chồng đi ngoại tình, mà điều này nếu lộ ra ngoài thì sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhất là những người đã lên chức ông bà. Tình yêu vốn dĩ không có tuổi, ở tuổi nào thì cũng có nhu cầu được yêu thương, chiều chuộng, kể cả là trong cách cư xử, hành động lẫn trong việc quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì ở độ tuổi này không thể lấy tình dục là thước đo tình yêu, bởi lẽ là cả hai người có thể không còn sức khỏe tốt và khó có thể đáp ứng nhu cầu của nhau mặc dù là họ rất muốn. Theo chuyên gia Thanh Sĩ thì vấn đề tâm lý đóng vai trò quan trọng trong việc quan hệ tình dục của người cao tuổi. Vì tuổi đã cao, khi quan hệ thời gian có thể kéo dài, hút dạo đầu lâu hơn, khó lên đỉnh hơn nên đòi hỏi hai người phải có sự kiên trì động viên nhau. Có thể thuyết phục đối tác bằng cách tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ trước khi quan hệ là mọi việc cùng nhau chăm sóc cây cảnh, dắt cháu đi chơi, không nên tạo tâm lý lo sợ, gượng ép đối phương, dẫn đến việc lảng tránh trong những lần quan hệ khác. Cảm giác phải đến từ hai phía mới có hiệu quả tốt nhất. Và thực tế cho thấy là những người cao tuổi duy trì và có đời sống tình dục bền vững, hài hòa thì hạnh phúc, vui vẻ hơn người khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.